giới thiệu với anh em một quy trình dán cái ba sóng thấp lên công ty mình. Anh em đang dán lên ba sóng thấp, đây là sóng thấp. Vẫn là quy trình như mọi khi thôi, bên mình có mấy bạn sản phẩm bên đây. Anh em bên này đang vệ sinh, vệ sinh cho nó sạch sẽ, đưa bên kia là phôi, đấy cắm phôi để phôi vệ sinh sạch sẽ, đưa vào đây, đưa vào đây đổ rác rác. Đấy con rán đây là khi như này, khi một tuần chúng tôi xuống đây các con lăng thì nó sẽ đi treo bên dưới, treo bên dưới này là nó sẽ tùy được hết những cái dây trên bề mặt pin để nó dán vào cái bề mặt của tấm. Đây là cái khi cái rất mịn. Thì đây quay cho anh em xem. Đấy, cốt thì đây ra sản phẩm đây. Anh em sẽ nhảm đây sẽ rất nét. Đấy, đây. Rồi, anh em kỹ thuật phải kiểm tra kỹ càng trước khi cho đúng tay người tiêu dùng. Quy trình này dán tương đối chậm, anh em cũng được nhiều để vào cái nét của anh em thôi. Đánh xong bên mình thì ba bộ dán ở đây thì trong đó thì anh em cho xong bên này để theo thành đơn hàng lớn của mình đeo phân phối như của đại lý. Bên này là một mã màu nữa, mình là copy mình mang ra đóng gói, đóng gói đây là tấm phạm. Cái đơn hàng này bên mình có đóng thành bao bì hết như thế này các bạn, đóng bao bì như thế này phục vụ đây thành khách hàng. Chỗ như này có đầu kèm ghi rõ địa chỉ ngày tháng làm, mã bao nhiêu, màu như thế nào. Đây kèm bên mình đây. Đấy. Đấy. Anh em clip tiếp theo.